Ở đây cũng xử lý và cứu thành công một sản phẩm vàng số Hugo V6. Bản này sẽ in cái tên hiệu khác là HOE. Ở đây vẫn có cái chữ V6 đây, nhưng V6 đã bị bay mất một nửa rồi. Đời này sẽ hiện là Wacom, lỗi mất tiếng, đã phi thành công. Mất cả nhà cái mic nhầm mọi người nhá. Và bản chất là mất tiếng ở đây trên sản phẩm này thì chip là chip tổng xử lý, chip DSP. Đây là con chip. Và sau khi thay thế xong thì mọi người sẽ quan sát được chân linh kiện này. Đó. Nhìn gần như là không phát hiện gì là đã thay thế cả. Chúng ta nhìn vào đây, chân IC thì thấy là chân IC nó mới hơn các con linh kiện bên cạnh thôi, nó bóng hơn. Vì đã hàn cái chì mới vào. Và đây là những cái con chip DSP. Chip Analog Device 21375. Và những cái con chip này đều là những cái chip nhập khẩu hàng mới và hàng chính hãng nhá. Ở trên thị trường hiện nay thì những con chip DSP, con analog này, nó có rất là nhiều những cái hàng trôi nổi. Chúng ta sẽ gọi nôm na là hiểu là hàng hàng nhái, hàng tân trang. Và cái hàng nhái và hàng tân trang nó như thế nào? Thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm đến hàng nhái, hàng tân trang thì nó cũng có những cái mặt hàng là vẫn có thể dùng được. Tuy nhiên là về cái độ bền nó không cao. Và cái thứ hai là có một số như mà mình ngày trước ấy đã khi mà mới bắt đầu về sửa những cái dòng số này, tự nhập linh kiện về và đã phải tốn rất là nhiều học phí vào về cái vấn đề là mua linh kiện kém chất lượng, tức là mua phải những cái linh kiện nó kém chất lượng và thậm chí có những lô IC mua về không dùng được con IC nào, phải vứt cả lô IC. Nên là để mà mua được những cái con chip mà chất lượng chuẩn, hàng chuẩn để đóng cho khách hàng thì nó khá là phức tạp. Nó không phải là cứ nói đến mua chip là mua được đâu mọi người nhá. Và mọi người như ai mà cần đến những cái con chip này thì có thể liên hệ trực tiếp mình sẽ cung cấp. Cái chip xịn này thì nó sẽ chúng ta nhìn về cái logo này, nhìn về cái tên con chip này. Analog này. Được khắc laser rất là sâu. Và đối với một số những cái hàng chip gọi là hàng hàng fake ấy, hoặc là anh em hay gọi là những cái hàng hàng tân trang, hàng làm lại ấy, thì những cái con cái chữ này này nó khắc nó rất là mờ nhạt. Và thậm chí là dùng xăng aceton tẩm 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 bông ra tì mạnh, cọ mạnh thì sẽ bay hết cả số đi. Đó, những cái con chip đó dùng nó sẽ không bền nhá. Thì mọi thông tin chi tiết về xử lý sửa chữa các lỗi trên cái dòng sản phẩm Hugo V6 thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên. Và mọi người những ai mà chưa đăng ký kênh thì mọi người nếu xem được video này thì mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh và kích vào nút hình quả chuông thông báo để thường xuyên theo dõi và cập nhật được những clip mới nhất đó mà kênh có đăng tải lên hàng ngày mọi người nhá. Những con chip này nó có chân gập. Đây cái mỡ hàn. Cảm ơn mọi người đã xem video.